sao tô xa bẩn dưới tòa thủy cung. Nhấp nhấp nhô ca, 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 ca,
rực rỡ hơn hơn hơn. Cô mặc áo canh tiên, miệng lại cười xinh sâu và vàng tươi, lấy cùng danh cho đồng 12 bên ở bể. Cô bà đã từng qua bắt mái trèo ra, cô trèo cho trong về tới phủ bóng, tới phủ Tây Hồ, đền dầm đền sở sở đại lộ Đức Vua, quay mũi thuyền rồng về đền lành lành ba ước đệ tạ rằng ngày hôm nay cô sẽ nhớ ra đền đây có tiệc họ dưỡng thành tật bắc ghế hầu quay mũi thuyền rồng về tới đền đền đây là bên tây bên cô. Xin cô dừng trèo, xin cô gác mai trèo với cô thả cầu thói rước mùa mẫu lên để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.